Và mấy anh có thể ghi hình để nhớ. Hạ xuống 0 độ. Lớp đầu tiên hạ xuống 0 độ. Cũng từ điểm tâm đi ra. Cái chiều dày cái bề ngang của nó thì từ 3 phân. Cái lưỡi dao cũng để nằm ngang luôn chứ chúng ta không có để xéo nha. Lưỡi dao. Kéo về mặt thẳng phía sau. Ngoài trước cũng kéo về một mặt phẳng phía sau. Con dao chúng ta nghiêng ra 15 độ. Tóc giả thì hơi khó cắt chút xíu. Cái này mấy em cắt thông đơ cũng được ha, lấy thông đơ cắt cũng được. Tại vì thầy học của cái cô người Mỹ cũng cắt mặt thông đơ. Cái lưỡi dao bên đó còn mấy không? Còn hẹn không? Còn hai cây đó là vậy. Họ có hai cây đúng mà. Giờ nào? Lưỡi dao. Lưỡi á, lưỡi gì? Ừ. Còn hai cây đó còn lấy đó. Vậy. Hai lưỡi á. Học hai lưỡi á. Còn không có hai lưỡi. Muốn học một lưỡi. Một lưỡi thôi bán hết còn hai lưỡi. Có khi cái dịp mà đi ra quận 3 để tôi kiếm. Tìm hiểu. Lớp đầu là thầy cắt tìm nửa đóng. Giờ nửa nhất đầu phải không em? Giờ lớp thứ hai thầy lấy qua hai coi. Nó giống như cái cắt của bên này của tập tem. Để chi? Để tạo độ phồng cho bạn. Cái bạn ấy nói sao chứ không? Sự im lặng vô cùng. Im lặng nó cũng nguy hiểm. Cái giới hạn của thầy là đứng bên hông ha, chứ không có kéo vô phía trước ha. Giới hạn. Giờ thầy bài ba gì rồi? 90 độ ngang. 90 độ ngang. Rồi, hết tóc rồi.
bà phát hiện. Em chảy sợ cho cái tóc nó đi ra đó. Chạy ngang, chạy đứng, chảy sao mà tóc nó phải xuông hết. Rồi sau đó mình mở nghe. Chúng ta kéo sợ cái tóc nó vừa hết. Ha, 90 độ ngang chưa thì chúng ta có phương pháp để chúng ta đo này, đặt cái lượng vô. Xoay vòng tròn đầu, phương hướng kéo tóc và xoay vòng tròn đầu. Cái này dễ làm và ra cái hiệu quả cao lắm. Mấy em đây thấy vuông góc với da đầu, vuông góc với da đầu. Cái lớp đầu tiên là 0 độ, lớp thứ hai 90 độ ngang, lớp thứ hai dậy ngang hơn, lớp thứ ba chúng ta buông xuống hơn, xoay một cái 45 độ dưới, phương hướng của vòng tròn đầu. Mấy em thấy kim da mà nó vũ vũ cái tóc trên đây thôi, làm sao vũ vũ cứ đi tìm cái tâm, đi tìm cái tâm, đi tìm cái hướng tự nhiên của cái xoáy tóc. Người ta không có ép, không ép nó, ép xong rồi cắt lát cái dây chĩa, ta phải đi tìm cái thuận cái xoáy tóc rồi mới lấy tương đối ra cái tâm, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng là tâm là cái ha, để vũ cái tóc ra coi cái hướng. Kế bên á, chúng ta lấy chuẩn hai phân á, lấy chuẩn hoặc nếu mà chúng ta không muốn cao, chúng ta muốn cho nó tầng thấp thì chúng ta lấy cái chuẩn 45 độ dưới mà chúng ta lấy cái chuẩn kế bên lấy cái chuẩn kế bên gồm hết cái chuẩn nào kế bên có thể nằm dưới này, có thể nằm trên này. Mình lấy cái chuẩn kế bên sát mình nó thì cái tầng nó hơi cao.
45 độ dưới, chia mũi cam ha. Khi mà chúng ta chọn cái tâm điểm rồi thì chúng ta phải tuân thủ cái tâm điểm đó. Nhiều khi lúc đầu mấy em chia đúng tới những cái lớp cuối cùng mấy em lấy xài à, về lấy cái bút mực á, chúng ta chấm ngay cái tâm điểm đó, ghi đặt cái lực lượng lại ngay đó và chia mũi cam chứ không thôi nó lệch. Người ta la sai một ly là đi cùng dặm rồi, lúc đó cắt không ra tóc, cắt không ra tóc. Sau đó mấy em sấy, mấy em tạo kiểu rồi lại ở ngoài trước này, nửa đầu trước ha, mấy em sấy lúc giờ nửa đầu sau mấy em sấy dẫn ra, nửa đầu dưới á mấy em sấy dẫn ra, nửa đầu trên mấy em sấy lúc giờ. Bây giờ thầy lấy cái lượng thầy thao tác cho em xem ha. Khi chúng ta muốn sấy lúc vô thì chúng ta phải sấy quất ra, khi chúng ta muốn sấy quất ra thì chúng ta phải sấy tốt nhất. Ở ngoài trước này mấy anh sấy tốt vô hết, thầy thao tác từ từ. Ngoài trước sấy tốt vô gì đúng không? Rồi thầy tạo nếp trước mới tạo kiểu ha. Thầy sẽ quất ra. Thầy sẽ quất ra. Quất ra để chi? Để thầy sấy được cái ngọn. Để thầy sấy được cái ngọn. Còn mấy em cứ nghĩ là tôi sấy đốt vô thì tôi sấy đốt vô luôn. Mấy em tới đây sấy nghe cái ngọn đâu được sấy. Cái mấy em xe rồi. Cái tóc nó xài không vợ. Mà tao sẽ sấy quất ra. Mấy em bờ cái ngay góc này, mấy sấy nè, thấy không? Cái ngọn được sấy rồi mấy em. Rồi nó cong rồi cái mình dễ xe vô đó. À, chẳng qua mình nóng nha, mình biết né. Cầm máy sấy chĩa vô mình đi, cái đường cầm máy sấy chĩa vô khách, cầm máy sấy chĩa thẳng vô mình, nóng mình biết né, còn nếu mình chĩa thẳng vô khách, khách nóng mình không biết né đâu. Vô không? Rồi phía sau. Nửa đầu trên là thầy dẹp nó qua bên đây, nửa đầu trên thì lại chạy nút. Lắc, ta chạy nút.
Đối với tóc dài thì còn xe lượt được, còn tóc ngắn thì ta phải chỉ và làm. Ngoài sao nữa đầu dưới quất ra phải không? Phải chạy út. Cái ngọn nó cong nè. Nó cong nó khô rồi, nó có nẹp, nếp rồi. Tạo nếp xong mới tạo kiểu, tạo nếp xong là sẽ tóc nó suông thẳng nè. Xe vô. Cái mình buông ra nó cong vô nè. Cái mình đặt cái lượt lên, cái ngọn nó cong rồi. Tự động nó quéo vô ta được. Cái mình thơ. Thơ xong nó buông ra nó dặn. Sấy ướp trước. Cứ gì sấy ướp trước. Xong quét ra. Còn cái này ở trên. Trên chia ra chạy ướp. Tạo nếp. Còn những cái tóc mà nó ngắn quá chúng ta không thể nào sử dụng cái lượng đặt vô thì mấy em chạy úp hết đi, chạy úp hết rồi cái ghê mới xấy dưới này khỏi lên khỏi lên khỏi lên cái này nó dẫn ngay có nó dẫn ra còn ngoài trước không vô. Tóc này vớt ra em về cắt tóc thiệt mới thấy được cái tóc đẹp ha. Ở trên đây thì phòng